mình phải khải được thêm một chiếc xe ngựa đi lên chỗ tháp cho mọi người. À, mọi người xem ha, những cái tồi trong ngựa này nhưng mà cũng tạo một chút tiền bạc cho người chủ này. 50 rupee thì 15-20 ngàn à. Mọi người qua đây đến thử nhá, mình đi nhiều quá tồi trong ngựa, có ngựa gầy gò quá. Thôi mấy chú ngựa này quá mọi người. Đây có người đi phải đi cho biết thôi, nhưng mà bữa nào không chạm thuê đâu. Mà đi xe túc túc thôi. Thôi mấy chú ngựa này quá. Đây làm thân người khu trưởng, làm thân ngựa tâu ngựa này. Quá khổ. Chú ngựa con cho mọi người xem, mấy ngựa con nè. Ê... giờ thì này à, quen rồi đấy. Đó, nghe mẹ Minh Phúc Hải xin phép quay cho mọi người xem bình minh trên đỉnh núi Linh Thụ Sơn, nơi Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa cách đây hơn 2600 năm về trước. Sáng nay thì Minh Phước Hải dậy sớm và đi bộ leo bộ lên trên đỉnh núi Linh Thụ Sơn, mà cũng ngồi tĩnh tâm trong hang đá của ngài An Nan, ngài Xá Lợi Phất và ngài Ma Ca Diếp. Đấy, sau đó cố gắng lên sớm để rồi quay cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này cho quý vị, là bình minh trên đỉnh núi Linh Thụ Sơn, rất là linh thiêng cho mọi người. Cầu nguyện cho những quý Phật tử xem được video này sớm có đủ duyên lành, qua những thẩm thánh địa này thu hút được những năng lượng linh thiêng để làm những việc phước đức lấy cứu sanh, cứu giúp chúng sanh về khổ ha. A Di Đà Phật. Mọi về theo mặt trời mới lên đấy, rất là đẹp. Đây, xung quanh mọi người thấy này, sương mù đây, giữa kia đấy, ở trên núi cao ở giữa kia là các nhà, mọi người thấy chưa? Và quay cho người một thấy chút thì phía kia là có một cái ngọn tháp rất kỳ, là đó là tháp của chùa Nhật Bản. Thì lát nữa mình Phước Hải sẽ lên đó ghé thăm một chút, quay cho quý vị xem. Mình tập trung chủ yếu là đây. Đây là thánh địa nơi Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát kinh Diệu Pháp Liên Hoa. A Di Đà Phật. Chúc quý vị một ngày mới an lành. A Di Đà Phật. À, để quay cho quý vị Phật tử xem là đây là hang của ngài An Nan ở trên núi Linh Thụ nha mọi người. Linh Thụ Sơn á, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Đấy, cho mọi người xem một chút. Quay cho mọi người xem, đây là hang của ngài Ma Ca Diếp ở trên núi Linh Thụ nha mọi người. Đấy, thấy mọi người thấy mấy con chú khí không? Rồi, thì Phật Hải quay cho quý vị một chút xem chùa Nhật Bản theo phái Liên Hoa Tông ở trên đỉnh núi Linh Thụ nhá. Họ niệm hàng ngày là Nam Myo Ho Renge Kyo, tức là Nam Mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Đây trên đỉnh núi Linh Thụ nha mọi người. Đấy. Đây thì họ xây một cái tháp rất là đẹp nha mọi người. Mình phải chủ yếu là đi lên thăm đỉnh núi thôi, còn ghé thăm chùa mình bật bản một chút đi. Hy vọng sẽ có chùa Việt Nam ha, xây dựng ở đây. Trên những cái thánh địa. Chúng ta đi có chùa Việt Nam. Có khách sạn cho quý vị đến tu tập ở nghỉ dưỡng. Trong tương lai không gần, tương lai gần ha, không xa. Xây vác từng đường viên đá từ dưới đỉnh núi để lên đây xây dựng, các bạn quý vị phải biết là công sức có bỏ ra lớn chừng nào.
phút này quay cho mọi người xem một chút ha. Đó, xin phép dừng video. Rồi mọi người đến trường đại học Ananda. Mắc tiền quá, vào đây 600 đô pi thôi, tiết kiệm tiền không vào nữa đâu. Để dành tiền chuyện đi dài nữa. Mình đến đây được rồi. Đó, mọi người xem ha. Đại học Ananda này là có từ thời Đức Phật. Sau này ngài Huyền Trang qua học rồi ngài cũng ở đây học rồi giảng dạy ở đây nha mọi người. Ở đây từng là đại học với giảng đầu tiên của thế giới á. Ok ha. Vẽ vào người Ấn Độ chỉ có 40 rupee thôi, mà người nước ngoài là 600 rupee. Bất công quá nên thôi, Mỹ Quốc Hải không vào đâu. Đến cổng thôi về được rồi. Đấy rồi, đây cũng là đến. Quay cho mọi người xem, đây là chùa của thầy Huyền Trang. Đó, có cái tên này. Để thấy. Đó, tiếng Anh tên ha. Xuân Giang Memorial Hall. Người thấy chưa, tiếng Trung Quốc đó nè. Đấy. Nhưng vào chùa mất 200 rupee thôi, chân Minh Phước Hải cũng vào đấy mọi người. Mình không thích gì làm chùa mà dịch vụ thế này đâu. Mình làm chùa cho bọn chúng sanh nó vào thầy Phật. Ai đi làm tiền thế này. Hình như chắc là người này. Huyền Trang. Huyền Trang. Ticket. No ticket. Ok, I check the ticket away and come back. Hả? Cho mọi người xem một chút ha. Ticket. Ok, quên rồi một mình. Ok.